Xin chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Goro. Xin quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn dự án Vành đai 2 trên cao, đoạn từ Chợ Mơ đến cầu Mai Động, để xem tình hình thực hiện tiến độ đến hiện nay như thế nào. Như các bạn đang nhìn thấy trên video, đoạn này các hàng rào chắn đang được gỡ bỏ dần để trả lại mặt đường cho lưu thông. Việc thi công giải phân cách giữa tim đường đang được khẩn trương thực hiện và cũng gần như hoàn thành, chỉ còn một đoạn ngắn sẽ hoàn thành trong một vài ngày tới. Bây giờ các bạn hãy đi cùng với tôi đi dạo một vòng quanh đoạn này để xem thực tế tình hình thực hiện dự án như thế nào. Đoạn đường trên cao chúng ta cũng có thể nhìn thấy đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt đèn đường cũng như vách chống ồn. Tình hình thi công vách chống ồn và đèn chiếu sáng, như các bạn có thể nhìn thấy trên video, khối lượng đã thi công được tầm khoảng 15%. Ngoài ra thì đơn vị thi công cũng đang tiến hành thi công phần sơn trụ và phần thân của cầu cạn. Như vậy, về phần xây dựng của đoạn từ Chợ Mơ đến cầu Mai Động thì đã hoàn thành được tầm khoảng 99%. Chỉ còn thi công nốt một chút giải phân cách cứng giữa tim đường. Công việc chủ yếu hiện nay là đơn vị thi công đang tiến hành thi công vách chống ồn và đèn chiếu sáng. Theo như tiến độ thi công hiện nay thì trên toàn đoạn từ Chợ Mơ đến cầu Mai Động sẽ hoàn thành trong tháng 5. Chúng ta hãy cùng chờ đón trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong các video lần sau. Mong quý vị và các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video đến thời gian này. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có ích thì xin cho kênh một like, share để có thể lan tỏa thông tin này đến nhiều người. Quý vị và các bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.